Thưa quý vị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động vui chơi trí tuệ thông qua các câu lạc bộ nhí tại thư viện. Những ngày này, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng luôn tấp nập các bạn nhỏ đến tham gia trải nghiệm hoạt động hè. Thu hút nhất phải kể đến chương trình chiếu phim hè với nhiều đầu phim hoạt hình vui nhộn ý nghĩa, chương trình góc sáng tạo, kể chuyện theo sách, đố vui có thưởng theo chủ đề trong các buổi sinh hoạt đọc sách vui chơi tại thư viện. Bên cạnh đó, để đáp ứng đủ nhu cầu đọc của trẻ, thư viện đã bổ sung nhiều đầu sách mới dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, trong đó chú trọng sách văn học, kỹ năng sống, lịch sử, truyện tranh, sách tiếng Anh và sách giáo khoa. Hầu hết các đầu sách đều có hình thức trình bày hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc. Trong không gian đọc sách có những hình ảnh lý thú liên quan đến việc đọc sách để giúp trẻ yêu sách và thích đọc sách hơn. Ở thư viện thì có rất nhiều hoạt động như chơi cờ, xem phim và góc sáng tạo, vân vân. Ở đó con được giao lưu với thầy cô giáo và được kết với các bạn bè. Đồng thời cũng có chương trình thủ thư nhí giúp các bạn dọn dẹp sách và nhắc nhở các bạn chưa làm đúng trật tự lệnh của thư viện. Thì ở thư viện con cảm thấy rất là vui bởi vì con có thể kết được rất nhiều bạn, đọc rất nhiều sách và có thể chơi được rất nhiều trò chơi. Khi ở đây thì có rất nhiều vô vàn quyển truyện và rất là hay. Có một quyển sách mà con thích nhất là quyển Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của Tô Hoài. Không chỉ là không gian học tập, vui chơi lý tưởng, đây cũng là cơ hội để các bé rèn luyện kỹ năng phản biện giao tiếp. Qua đó học thêm được nhiều kiến thức mới hỗ trợ các em trong học tập và cách ứng xử tốt trong đời sống hàng ngày. Thì cái mùa hè thì các con có nhiều thời gian cho nên là lên thư viện thì mình có nhiều thời gian để mình trải nghiệm với nhiều các hoạt động khác nữa. Có thể là không đọc sách thì các con cũng có thể xem phim, những cái bộ phim mà thư viện chiếu miễn phí để các con có thể thoải mái xem phim. Cho nên là con tôi thì đã từ lâu đã có cái niềm yêu thích đọc sách cho nên nó cũng không khó khăn gì khi mà tôi đưa các con tới để mà thư viện để đọc sách trong cái mùa hè này. Nghỉ hè là dịp để các bạn nhỏ có nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi và tìm đọc những cuốn sách mình yêu thích. Qua đó các bạn vừa đọc vui vừa bổ sung kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới.